tầm này cứ phải có tầm 3-5 tỷ trong tay thì đời nó mới khác bọt được các bạn. Đây, mùa rét đây. Mận ướt vai. Đây, có đôi 3 tỷ trong tay, vài tỷ trong tay thì tầm này không phải 12 giờ cơm chưa được ăn đây. Vẫn đang chặt chuối. Để có được những con lợn ok một chút không phải đơn giản, không hề đơn giản chút nào. Cơm cháo chưa nấu, chưa cần biết, lúc nào ăn thì ăn tính sau. Đây bạn ơi, của bạn nó không ăn rau chuối, còn của tôi ăn toàn lá chuối đây. Đó. Trưa đây vứt cho từng ngày là tối khỏi chăn, không phải chăn nữa thì cả mẹ.